Ngày hôm nay ta cùng họp thăm nơi đây, bọn bên nhau ta hát mừng sinh nhật. 1, 2, 3 ta cùng thôi tắt đèn. Happy birthday, happy birthday to you. 2, 3, yo, 2, 3, yo, 2, 3. Don't you know, pump it up. You've got to pump it up. Don't you know, pump it up. Ok, hello, xin chào tất cả mọi người, là mình là Duy Khải đây. Hôm nay là nhân dịp ngày sinh nhật của vợ mình, nên là hôm nay mình sẽ làm một clip lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ của sinh nhật vợ mình nha anh em cùng đi theo mình nha. Ok anh em, và bây giờ mình sẽ tổ chức sinh nhật tại quán 37 nha anh em. Ok anh em cùng đi theo mình vô bên trong xem view thử nha. Rất là đẹp luôn. Phía bên tay trái là sân banh cho mấy em bé chơi. Ok, chúng ta cùng vào trong thôi. Đây là bà chủ ơi. Đây bà chủ Yến nha mọi người. Bà chủ quay lại xem mặt bà chủ ngó thử xinh không. Đây là bà chủ nha mày, bà chủ ra đang dị lắm anh em à. Đây là bà chủ tặng mình bánh kem nha anh em. Bây giờ nhờ bà chủ đi mua giùm anh em ơi. Nhìn sơ ra rất là nhiều bàn luôn anh em, nhưng mà đang tổ chức ở trên lầu á. Chỗ này là chụp view đẹp luôn. Ok, giờ mình đang xuống chỗ anh đầu bếp nha anh em. Đây, anh chủ quán 37 đây. Hiện tại bây giờ anh đang luộc lương nữa, tí nữa làm món cháo. Hiện tại đang chế biến thêm một vài món nữa để tiếp tục cho khách. Đèo tiền. Đây anh đang chưa biết món gì. Cháo lương. À, đợi sao anh lương hả? À, đợi sao sơ qua lương tới anh em. Đúng rồi, quá đẹp. A few minutes later. Town, from London to Taiwan.
show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Chào nhanh dữ vậy. Nhanh dữ. Còn đang là nhai luôn đi vậy. Bắt đầu để bố. Đang kêu nước ngọt, Kêu nhạc chứ. Ý là không có nhạc. Đúng không? Phải nhạc happy birthday rồi. Vui vui rồi đúng không? Ngày hôm nay ta cùng họp thăm nơi đây. Bọn bên nhau ta mặt mừng sinh nhật. 1, 2, 3 ta cùng thôi tắt đèn. Happy birthday to you. Sometimes what's right is wrong instead.